Xin kính chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 9 anh em. Thì nhân dịp anh Vũ tên gì anh Vũ? Tám Thành. Tám Thành ở mình ở đâu anh? Huyện Thủ Thừa. Huyện Thủ Thừa, anh Tám Thành đến huyện Thủ Thừa đến công ty Hoàng Văn đập thùng cái con JT 140 anh em ơi. Cảm thấy mình khui thùng Kuta thấy cảm thấy đập thùng ấy cảm thấy hay sao anh Vũ? Thấy sướng sướng không? Sướng. Mùi thơm ha. Hai cái luôn, nhiều tụi hai cái ruột luôn. Hai cái luôn. Với anh ruột nè. Anh ruột tên gì anh ruột? Tôi Ba Hải. Ba Hải. Quyền Thừa luôn. Mua lên công ty có anh Văn là mua hai cái Kuta 95. Rồi Kuta 95. Đây 90 chứ. 90 rồi tay 90. Rồi bây giờ ở cho hỏi mà mình thấy giá mình bán đây như đây thế nào anh Vũ? Thấy giá cũng nó cũng hữu nghị. Hữu nghị ha. Giá tình thương đi đó. Đấy này được rồi. Thì chúc anh về làm ăn phát tài ha. Rồi. Máy này vậy. Đọc đẹp quá ta, cái lưng đẹp á. Anh qua bên này đi. Mấy giờ gắn lên mấy ngày hả? Dạ, gắn lên mấy ngày. Chơi bộ đồ vô luôn Tám. Chơi cái áo của ta vô. Quay ra đợi chứ. Chơi lên mà tivi luôn. Lên tivi luôn. Tivi luôn. Dạ. Chúc anh em tôi dở máy lên cái anh đè cái xuống nha. Khẩu trang. Lấy cái thùng cũng ra cho với cái áo nó. Rồi rồi. Em gột máy cái thùng giùm anh cho anh gột. Rồi lấy cái thùng đó. Tao dở máy lấy cái thùng đó, lấy cái thùng lại. Chơi bộ đồ của ta cho anh em. Tới công chuyện luôn. Rồi nè. Đây. Nè thùng trước. Kéo ra. Đó. Có anh. Mua máy cũ thì tặng áo em nè. Lấy áo em nè. Tặng về lâu. Ở đây mình có bán nhớ luôn em gục. Mình có bán nhớ luôn nha. À? Có luôn. Rồi chuẩn bị giờ là mình châm nhớt dầu nhớt vào thứ mấy không em? Đó, ông chủ máy lên bộ đồ nè. Rồi cũng chuyện luôn. À lên nón luôn. Chuyện luôn anh em ơi. Chuyện luôn mấy cái này nha. Nó mình đổi mình chăm nướng máy anh. Mới đầu đi mua máy đĩa về mà đâu về máy thùng thùng không. Ở nhà bạn tính đi mua máy đĩa hả? Lên đây cũng lên YouTube lên coi. Lên hả? Lên coi đã theo dõi coi cái máy 90 đó đó. Không đổi vô qua em miếng. Chờ trường miếng sao anh? Cái xe can này đâu có 4 lít được mà. Rồi. Chăm dầu nhớt của anh em. Thùng chạy ghiền luôn, 21 lượm cái nữa. Anh ruột mua mấy cái đĩa là hồi mình lên tivi luôn ruột. Mày khô vậy quá hả? Chế vòng vòng á. À đừng có chế vô lỗ luôn nha. Chế vòng vòng á. Rồi anh chú máy phát pháo anh em ơi. Phan có qua cho chạy lên nhớt lên nha anh Vũ. Rồi quyết chưa? Không cứ quay đi, anh quay vài vòng đó là được rồi đó. Cho nhớt lên cái nó bơm lên cốt á rồi cho buông chạy. Rồi chạy đi nó ra được anh. Đó.
đây. Rồi kết thúc anh em ơi.